Em xin chào tất cả quý anh chị. Em là Cảnh, hôm nay được xin phép giới thiệu với anh chị về một số mẫu xe đang có chương trình ưu đãi tại đơn vị của em. Để các bác anh chị cùng cảm nhận, đánh giá thì sau đây em xin phép được giới thiệu về từng mẫu xe đang có nhiều khuyến mại tại Auto bên em anh chị nhé. Và ngoài ra thì với đơn vị của em có bổ sung rất nhiều mẫu sản phẩm lướt lát, đời cao và chuẩn chất. Thì em sẽ dành ở một clip khác về những chiếc xe đẹp để các bác anh chị cùng tiện theo dõi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng cảm nhận về dàn xe có chương trình khuyến mại ưu đãi, và các bác anh chị xem những sản phẩm này xem có phù hợp với ngân sách của chúng ta hay không. Hôm nay thì đơn vị của em được tiếp đón rất nhiều các quý khách hàng qua xem trực tiếp bên Auto về những mẫu xe lướt lát đời cao. Hôm nay thì cái sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu với anh chị về cái mẫu xe có chương trình ưu đãi. Đây là chiếc xe Ford EcoSport bản 1.5 và đây là bản Trend sản xuất là 2016. Thì sản phẩm này của em là sản xuất 2015. Đó. Thì các bác anh chị cùng cảm nhận qua về cái tông màu chủ đạo, màu sắc của xe. Em này của em là biển gốc thành phố. Và chiếc xe thì mới lăn bánh được có là hơn 5 vạn km. Em này của em thì giá rất là hợp lý nhá, loanh quanh gần 400 triệu thôi. Chúng ta đi được một cái mẫu xe có cái độ chắc chắn, cái độ linh hoạt trên di chuyển, và hơn nữa là chiếc xe thì rất là phù hợp trong cái khuôn tiền tầm 400 triệu đó. Với em này thì tại điểm bây giờ thì đơn vị của em vẫn có hỗ trợ trả góp được anh chị nhá, vẫn có hỗ trợ trả góp được, vẫn có hỗ trợ lên tới gần 70% giá trị xe đó. Chiếc xe đầu tiên nhá, bên cạnh đây là chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản máy 1.6 số sàn, sản xuất là 2016. Em này thì chạy rất là chắc chắn nhá. Bác nào đã trải nghiệm trên những chiếc xe cơ bắp đến từ Mỹ thì chắc hẳn không thể không nhắc tới cái sản phẩm Chevrolet này, đúng không ạ? Cruze bản 1.6 LT số sàn. Em này thì giá tầm tiền loanh quanh 300 triệu anh chị nhá. 300 triệu đi kiểu dáng sedan như này thì thực sự là không thể chối từ được về cái độ chắc chắn của em nó. Đó, loanh quanh 300 triệu thôi. Hôm nay là chương trình giải cứu giải cứu và ưu đãi xe, đúng không ạ? Ngoài ra nhé, thì trong cái lô, trong những sản phẩm này thì em còn rất nhiều mẫu mã về xe, những cái sản phẩm mà đời cao. Hôm nay thì tập trung một số những cái sản phẩm tầm trung thôi. Đó. Anh chị cân đối như nào? Ngắm qua những sản phẩm bên em đi. Dạ vâng, cứ ngắm qua đi, xong em hỗ trợ anh chị. Vâng ạ. Và đây là một số những cái sản phẩm mà còn rất nhiều ưu đãi anh chị nhá. Đó là chiếc xe Sorento, Kia Sorento bản 2.4, máy full, máy xăng bản full anh chị nhá. Em này của em thì gầm cao 7 chỗ, xe gia đình, máy xăng và có rất nhiều công nghệ nhá. Em này thì của em là một chủ từ đầu, đăng ký là tháng 1 2015. Rất đẹp. 7 chỗ. Em này thì giá tại điểm bây giờ nhỉnh hơn 550 triệu. Nhỉnh hơn 550 triệu thì các bác anh chị có thể đi một chiếc xe gầm cao này rồi. Theo em đánh giá là chiếc xe này ổn định. Đó. Còn ngoài ra với tầm tiền này thì các bác anh chị có thể xem được là Suzuki Ertiga này, hoặc là Mazda 2, hoặc là Archer. Đó. Archer này. Rất là đẹp. Hôm nay thì em chỉ điểm qua một số những cái sản phẩm mà trong cái tầm tiền và đang được khuyến mại tại đơn vị của em thôi. Điểm qua để các bác anh chị nắm bắt được. Còn ngoài ra nhá, em sẽ lên sóng với một clip rất nhiều siêu phẩm để anh chị nắm bắt được. Anh chị quan tâm tới những sản phẩm bên đơn vị của em, hãy để lại cho em một lời bình luận nhé. Em Cảnh xin cảm ơn.